chúng ta đã đăng ký tham dự nhưng chúng ta vẫn chưa chuyển khoản, thì một cái điều mà Linh muốn gửi tới tất cả anh chị, chúng ta hãy chuyển khoản ngay. Bởi vì trước khi mà chương trình diễn ra thì chúng ta sẽ có một buổi học thử, chúng ta có một cái buổi trải nghiệm trước để chúng ta học, để chúng ta có một cái chuẩn bị, một tâm thái, chúng ta chuẩn bị một số nền tảng về kiến thức trước khi mà chúng ta bắt đầu học trong chương trình 5 ngày. Nên vì vậy chúng ta cần phải đăng ký ngay và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta được tham dự vào cái chương trình học này, để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ một cái giây phút nào của quá trình mà chúng ta học, để chúng ta thay đổi về kết quả kinh doanh của mình, để chúng ta tạo ra bước đột phá, để tạo ra được những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Nên chúng ta hãy click vào đường link, chúng ta hoàn thành một bước, đó là chúng ta đăng ký và chúng ta chuyển khoản ngay để chúng ta sở hữu cái tấm vé trước khi mà chương trình được kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này, và điều đó nó sẽ tạo ra một kiệt tác đối với chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.